Rồi, xin chào cả nhà nhé. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở Hà Nội và Kiên đi mua thịt trâu gác bếp nhà bác Khoa Bán Phút. Thì bác ở cái địa chỉ là ngõ 258 ngách 54 nhé. Đây, Hòa Bán Phút ngõ 11 ngõ 258 này, ngách 54 này, đi vào 30m nhé. Rồi, chúng ta sẽ vào chỗ nhà bác Hòa Bán Phút nhé. Kiên ra đây Kiên mua thịt trâu gác bếp và các món đặc sản ở trên bản của bác. Đây, Kiên đang đi vào đây. Đây, có cái bảng là Hoa Bán Phút đây. Đi là có chỉ đường đàng hoàng nhé cả nhà. Bảng đỏ đỏ này. Hoa Bán Phút này. Đây, có cái bảng Hoa Bán Phút này. Bạn thấy không? Đi vào đây. Ồ, đây, cái nhà đây. Ồ, đây, Hoa Bán Phút đây, có cái nhà đây. Wow. Ơi cả nhà ơi, hiện tại Kiên đang có mặt ở cái ngõ 2 ngách 20 ngách 258 ngõ 54 nhé. Ngõ thì đây Kiên đã đến nhà cái chỗ cửa hàng của bác Tân Hòa Bán Phút. Ở bên trong thì không có cho quay phim chụp hình nhé, mình chỉ có quay bên ngoài thôi. Kiên đã mua được một tí thịt trâu gác bếp đây. Cái này thì có giá là 850.000 đúng không? 850.000 một tí thịt trâu gác bếp nha cả nhà. 150.000 một ký nhá. Cả nhà nhớ mà đến mua thì cứ đến cái gọi là ngõ 258 ngách 54. Ngách 54 nhá. Ở phố Tân Mai, Hà Nội nha cả nhà. Đây, đây. Hôm nay hai anh em đi mỗi người mua mỗi người một ký về có quà, đây có quà miền Bắc rồi. Có quà miền Bắc, quà Tết miền Bắc rồi. Rất là vui. Hẻm này thì rất là khó tìm. Hẻm này thì tìm cũng hơi khó tìm á, nhưng mà tìm được cái đây là thì mua được một ký thịt trâu gác bếp thì rất là vui nhá. Cảm thấy là nó xứng đáng mình đi. Đây này, địa chỉ là số 11 ngõ 258 ngách 54 phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội nhé. Đấy. Ở đây cái chỗ này bán thôi, phòng kho cái cửa hàng của bác ở trong này. Thì đi ở ngoài vào thì có những cái biển chỉ dẫn. Đây, đi vào thì có biển chỉ dẫn đàng hoàng nhá, người ta treo trên này này. Đây cả nhà thấy là treo trên này không? Đấy, treo là đây Hoa Bán Phút đây. Đi vào bên trong khoảng số 11 nhá. Ok, chúng ta có quà rồi, giờ chúng ta đi về nhé cả nhà. Kiên về, Kiên sẽ gọi là mở ra và quay lại chia sẻ cái cảm nhận, thưởng thức cái món này cho cả nhà xem nhé. Rồi, sau khi mua xong thì chúng ta đi ra bên ngoài nhé. Kiên sẽ chia sẻ cái ngoài cho cả nhà xem cái đường vào nhé. Đây cả nhà ơi, hôm bữa thì Kiên đi mua thịt trâu gác bếp của bác Tân đây. Hôm nay thì Tết thì gia đình mới bắt đầu là thưởng thức đây. Mà không biết là cái này mình hướng dẫn sử dụng như nào, có phải nướng lại không cả nhà? Cho nướng lại đi. Nướng lại hả? Không thì hỏi bác Google. Cái này phải nướng lại. Hỏi bác Google xem. Em coi Hòa Bán Phút bao nhiêu lâu đây? À vậy hả? Để nướng lại hả? Cái này á là phải để ngăn đá xong rồi lấy ra. À rồi, dì Tâm chia sẻ đi. Cắt ra rồi ăn bao nhiêu để nướng lại, còn không là còn bao nhiêu là để ngăn đá. Cái này để dưới là nó hư đi đấy. Ok, rồi giờ dì Tâm làm món này nhá, để cho mình chia sẻ nhá. Những cái bạc à? Đây này, cách xài đây này. Cách dùng này, trực tiếp hoặc hấp cách thủy trong vòng 5 phút. Đấy, đâu phải nướng đâu. Đây này, đặt trong lò mi sắm 3 phút.
nguội rồi đặt trong lò vi vi sóng 3 phút nữa thấy không? Còn không thì hai cách dùng, cách một là dùng trực tiếp này, hấp hấp cách thủy này trong vòng 5 phút này. Cách thứ hai là nhúng qua nước nguội rồi mình xài cách một đi, mình hấp cách thủy đi, đúng không? Hấp cách thủy trực tiếp cũng được này. Đây thì ta bóc hấp cách thủy đi, cắt ra đi được. Cắt ra miếng hấp cách thủy thì ăn cách một coi rồi mình ăn nhiều cách, coi cách nào ngon. Đấy. Đây rồi thì Tâm làm cắt thịt trâu của bác mất tân cho này. Hôm nay là thưởng thức thịt trâu bác Tân đúng ngày mùng 1 Tết luôn. Năm sau khỏe như trâu. Năm sau là ăn là khỏe như trâu, là cày như trâu. Con trâu là đầu kinh nghiệm. Lấy đĩa đây cơ. Lấy chị đĩa. Đây, nhìn cái miếng thịt trâu cả nhà thấy không? Trên Tâm đã dừng vậy rồi. Đấy, cả nhà thấy miếng thịt trâu đem nhìn thấy ở bên ngoài là tẩm gia vị này. Hạt mắc khén. Hạt mắc khén. Đấy, ngồi một miếng thịt trâu nhìn thấy không? Thấy hấp lên đấy. Em lấy có hấp cái thủy mà em. Đây bỏ vào cái đĩa này. Đây bỏ đĩa. Hấp thử ăn. Hấp thử miếng rồi. Miếng nữa đi. Hết rồi. Đấy rồi hai miếng rồi ok ăn không hết đây cả nhà. Đây giờ mình đi ăn đi hấp nha. Đây mình sẽ đem đi hấp cái miếng thịt trâu của bác Tân. Wow, miếng thịt trâu đây nhìn nó đen nó đẹp quá, nhìn có hai cái kiểu cái miếng trong vị thịt bắc đấy, hai miếng phổi ấy. Rồi bỏ vào nồi cơm điện đấy mình có vị gấp trên đó. Rồi mình tiến hành hấp nha cả nhà. Bên ngoài là có một lớp gọi là hàng mắc kén này, nó ớt này. Cứng lắm nha, cái này cứng lắm. Không vừa đâu. Sao vừa? Bác bên đây cái kia. À đúng, đầu bếp chuyên nghiệp khác. Đầu bếp chuyên nghiệp khác. Rồi mình bắt đầu hấp nha cả nhà. Là mình thưởng thức nha. Rồi mình nấu khoảng khi nào nó sôi lên để khoảng chắc 15 phút nha cả nhà. Rồi chờ nó sôi nhé cả nhà. Đây thì ngoài món thịt trâu gác bếp của bác Mắc Tân ra thì nhà có các cái món để ăn Tết này. Đây là món đặc sản quê Kiên này, nem chua Thanh Hóa này. Đây là món hành muối này, cho bà xã muối này. Đây là món gọi là giò thủ này. Cái món này là giò bê này, giò bê này cả nhà. Cái món này là món gọi là thịt bò xào với lại hành tây. Xào hành tây cà rốt. Đấy, có mấy món đấy cả nhà. Rồi lát nữa chờ món thịt trâu hấp xong rồi mình sẽ thưởng thức nhé. Đây, chúng ta đang hấp đây. Cứ ngồi nhắm trước đi này, thịt trâu ra sau. Rồi, mời cả nhà nhé. Nhân dịp năm mới chúc cả nhà một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nhé. Giò này là giò của má bán ở Huế. Bò bó. Cái hấp nó vẫn không bị mềm nhé. Để lâu mùi nó. Rồi sau khi hấp thì nó đã, tôi nghĩ là nó đã chín rồi cả nhà ơi. Đây nó đã chín rồi nhá.
đấy, khắp cách thủy mà nó nước nó rụng xuống dưới luôn. Rồi, em gắp cái đĩa đi. Cái đĩa này mình cắt ra xem nó như thế nào nhé. Nè, nước ở trong hơi nó bốc vào từ nó rớt từ trên cái vùng xuống. Đây đĩa này, lấy đĩa này đi mà nóng. Đĩa nó nóng. Wow, nó bốc khói này nhìn hấp dẫn quá. Rồi, ok. Rồi, giờ chúng ta sẽ cắt ra cả nhà ơi. Này nó phải xé ra chứ đâu có cắt đâu đúng không? Thích xé thì xé. Xé ra cho nó lắm. Xé ra, xé ra. Đấy, xé thì anh xé đi cho em nóng lắm. Lấy cái dao tay đi. Nóng. Cắt ra. Thôi cắt đi. Ừ, nhìn được. Cái đòi xé rồi. Con đá đấy, con đá ở dưới. Đây là hạt băng kén này, bác Tân bác cho một cái bịch nhỏ nhỏ này này. Mua là nó có kèm luôn nhá. Cắt ra nhìn thớ thịt đó, nó như kiểu thịt, gọi là thịt bò ấy nhỉ. Dài hơn thịt bò. Dài hơn thịt bò luôn. Ừ. Nãy tưởng ít mà hai miếng là cắt một đĩa đấy. Đúng rồi, luộc bỏ vô cái ấy luộc rồi. Ở bác Nga bác thích hấp đi. Nếu mà ăn nóng, nóng thì cái hết thì tay hết. Thôi thái nhiều quá rồi, ăn hết thái nữa thái cũng khô đó. Rồi, ăn hết mình là thái tiếp. Đây, xong cái đĩa gọi là thịt trâu gác bếp của bác Tân này. Rồi. Cái này còn phải pha muối nữa. À, pha muối nè, pha thêm muối đi. Cái này chỉ có mình ham mắc khén là phải có cho muối vô. Khỏi quá. Mắc khén lại còn tiêu qua như đánh nhau chẳng hả? Đây, đây. Khén lại khỏi còn tiêu. Hôm bữa em đi trâu nướng á. Thì trâu nó mới... Đến phở mà đi cái khén đó. Còn ba này, cục này này. Rồi chúng ta sẽ thưởng thức nha. Đây, thịt trâu gác bếp của bác Tân. Đây chú Lập làm miếng đi coi là đúng vị của Tây Bắc không. Đúng vị hoa bằng. Hoa bằng. Không vỡ được. Hạt bắc kén này. Ớt này. Chú Lập không có ớt, cái món gì cũng vậy chú không thích đâu. Không, ăn món Tây Bắc là phải làm cái vị cho nó không khói. Bắc Tân nó là cái vị hấp hay là vị nướng than thì ngon hơn. Nhưng mà bình thường là ăn thịt trâu gác bếp mà nướng than. Đây, sao? Cảm nhận sao? Mùi bắc kén nhiều hơn. Nó lắm hả không? Nhưng mà thời gian là cái này là nướng cái than bếp là nướng. Cho đúng cái đúng vị của nó hơn. Đúng rồi. Em bỏ ra đập lên ăn. Hấp dẫn không?
Cường ăn có hấp dẫn không Cường? Cái mùi đặc trưng có cái hạt của mắc khét. Sao vậy? Hấp dẫn không? Ở ngoài quê mình này là cái mắc khét đúng không? Cái hạt tối này không biết nói gì đâu. Nó không còn cái mùi gác bếp. Thường nếu mà gác bếp đầu năm nó còn hạt có mùi. Cái này vừa hạt mắc khét với vừa hạt dổi luôn nên là chứ không phải mình hạt mắc khét đâu, đúng không? Vâng. Nó trộn trộn lộn rồi. Nhờ Yên Bái họ làm họ cho cái hạt hạt cái hồi à? Hồi. Má hồi á, ăn nó thơm hơn á. Hồi đây không. Ngon đúng không cả nhà? Ngon. Rồi cảm ơn bác Tân nhé đã tài trợ chương trình này. Rồi xin chào, hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Cả nhà có dịp đi ra Hà Nội hãy ghé cái cửa hàng của bác Tân. Mua cái món thịt trâu gác bếp này ăn rất là ngon. Rồi, cảm ơn cả nhà nhé.